Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 18 tháng 9, sau 2 ngày chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, nước lũ vẫn chưa rút, nhiều nơi vẫn còn bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đang đe dọa. Nhóm phóng viên thời sự đã chuyển về những hình ảnh về việc khắc phục thiệt hại của người dân. Từ sáng nay, sau khi nước lũ bắt đầu rút, các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn bắt đầu tiến hành dọn dẹp các ki ốt của mình. Toàn bộ hơn 400 hộ kinh doanh trên toàn diện tích khoảng 20.000 m2 đều bị ngập sâu trong nước từ chiều hôm qua khi nước sông kỳ cùng lên nhanh. Theo người dân địa phương, cao điểm nước lũ dâng gần hết tầng 1 của khu chợ. Tuy nhiên, do được cảnh báo từ trước nên thiệt hại không quá lớn. Hôm nay thì cũng coi như là ở đây lụt nhiều rồi, nó cũng quen. Một cái năm 2008 cũng hai trận liền 2 tháng, bây giờ như thế này là nó cũng quen. Thì là cũng có sự chuẩn bị trước một tí. Và trận trước thì nó nhanh quá thì là không kịp thì mất nước. Đêm nó lên thì nó nhanh quá. Hiện nước đang rút dần, tuy nhiên theo các tiểu thương và người dân sống xung quanh, đợt lũ này sẽ rút chậm hơn lần trước, phải 1 đến 2 ngày nữa chợ mới đi vào hoạt động bình thường được. Các khu vực khác trong thành phố Lạng Sơn nước đã rút dần và người dân đang nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Nhiều gia đình bắt đầu chuyển đồ đạc về hay vệ sinh tầng 1 của ngôi nhà. Nó hôm qua chiều qua nó mới lên xong bây giờ sáng nay tầm bây giờ nó mới rút đây. Thì nó thấp hơn đợt trước, đợt này thì công nhận là thấp hơn đợt trước nhưng mà nước nó cũng lên mà không mưa rồi mà nước vẫn lên. Nó dồn, nó mưa to nơi nhiều nó nước dồn về. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày hôm nay, toàn tỉnh đã có 8 người chết. Tại khu du lịch Mẫu Sơn, thiên tai cũng đã tàn phá nặng nề và phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể khắc phục được. Khung cảnh hoang tàn, đa số nhà cửa bị gió bão quật bay hết nóc, chỉ còn trơ lại tường nhà. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại khu du lịch Mẫu Sơn lên đến hàng tỷ đồng. Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to, tình hình ngập lụt lớn xảy ra tại các huyện Phú Lương, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Tính đến 12 giờ ngày 18 tháng 9, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt báo động cấp 2 là 2m615cm, mực nước hồ Núi Cốc đạt báo động cấp 1 là 4m638cm, hiện đang xả lũ 200m3 một giây. Các hồ Phượng Hoàng, hồ Gò Miếu có mực nước vượt mức nước dâng bình thường từ 40 đến 100cm. Riêng trong nhà thiệt hại và tất cả tủ lạnh với các thứ sau phải xây lại. Mới này máy bơm, mới này máy hàn, mới không các thứ, mới này đầu nổ ngoài kia để nghiền ngô, ngập hết. Không còn một cái gì cả. Tính đến thời điểm này, có một cháu bé 4 tuổi bị chết, một người bị mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy. Một ngôi nhà đổ hoàn toàn, 19 nhà dân và một trường mầm non bị tốc mái, sạt lở gần 60 mét đường giao thông thuộc xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa. Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, hàng nghìn hecta lúa bị ngập. Ngay từ đêm hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão của huyện cũng đã triển khai các phương án để cứu hộ cứu nạn kịp thời, di rời dân và nhân dân ra khỏi các vị trí sung yếu và mất an toàn đến nơi để đảm bảo tính mạng của người dân. Ngay trong sáng nay, ngày 18 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động 8 xuồng máy, 3 xe lội nước, 8 ô tô, 200 bộ đội, 200 chiến sĩ công an, 1.050 dân quân tổ chức cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn nhân dân chủ động di rời người và tài sản khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất. Tại tỉnh Lai Châu, để chủ động ứng phó với mưa lũ, gió lốc, sạt lở đất, tỉnh Lai Châu đã tổ chức cảnh báo, kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, kiểm tra các công trình kè, đập cầu cống, công trình đang thi công để có giải pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản, giám sát chặt chẽ việc tích nước của hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, chủ động triển khai các phương án phòng chống mưa lũ, sạt lở đất, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu ứng khi có yêu cầu. Sau đây là tin lũ trên các sông và cảnh báo lũ quét. Chiều nay mực nước trên sông Lục Nam, sông Kỳ Cùng tiếp tục xuống. Đến sáng mai 19 tháng 9 có khả năng xuống mức 4 mét, dưới mức báo động 1 là 0,3 mét. Mực nước sông Lô tại Hà Giang còn tiếp tục lên chậm và duy trì trên mức báo động 3. Tại Tuyên Quang, sáng mai lên trên mức báo động 1. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên. Đặc biệt ở các huyện như Na Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Bảo Yên, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.